Just one door, but never more. Boy. Why not let me go one door? Z or take? Ủa sao có cảm giác lạ lạ sao vậy? Đâu của ông chơi. Thì ông từ em đột, ông từ em đột kích ông bước vào đây ạ. Tôi thấy có cảm giác lạ lạ. Cái bàn này chắc là ngày xưa chắc là chơi bàn này nhiều nhất này. Hình như ở cái Kidding Floor 2 nó còn giữ lại mỗi bản West London này là y chỉ đúc bản 1. West London của bản người khác nhiều luôn. Ừ, tẩy vật thế. Nhìn nó khác bọt hẳn được nhiều. Bung đầu ô. Tại sao mình vừa đứng ở trên cái xe là mình chạy rồi. Mày chạy đi học. Ừ, đi phép đồ. Vậy thì mình đi rồi. Đi thôi. Phải đóng cửa lên rồi. Thủ lấy được rồi. À, quan cửa vào đi. Quan cửa vào đấy xong phải đặt ít bom ở ngoài. Đây đây ra đây ra đây. Đủ cao nhiều rồi. Cao nhiều rồi. Xuống đường hầm. Phải xuống em gì? Ở trên này có quay vậy chỗ rồi không? Trời ơi, kiếm đồ. Đây, có một con nhảy lên xuống kìa. Có một cái gì? Có một con gì cơ? Có một con nhờ. Rồi. Có một con nhảy lên xuống kìa. Tôi nghe thấy là như thế. Ui dồi, mẹ mày. Ui dồi. Sau lưng. Sau lưng được không? Vai đủ mình, vai đủ. Đi vào con bắt đầu. Ủa sau lưng là ai ngáo à? Đâu vậy? Ở cái chỗ cửa cái quan ấy. Ông cứ
bắn đi. Bắn rồi. Rồi. Chờ. Không biết được biết. Hay quá. Really, Nika? Quay nó gỡ ra. Quay nó phá. Quay nó. Quay nó. Quay nó. Quay nó định vào giúp nó ấn nhầm nút theo cách phá luôn. Thì mình cây nó gỡ bố nó hết cho tôi qua cho nó bảo nhầm nút. Gỡ để lại còn 1%. Bỏ hãy đọc một phát cho vào luôn. Tôi tự xây cho mình cái nhà ở bên này. Ồ, nó lại thêm cửa, xe 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 xe. Bồ phát lại thêm cửa. À, đến điện, đang đến điện. Này, này, rồi. Đang đến thì... Chơi khóa hả? Phải thông minh thì em đập. Những chiếc phim rất từng đáng với Hollywood. Sao đừng tú rồi. Đây có sở hữu. Sao đừng thì bắn hộ cái. Tôi đang thay đạn để tôi mới báo. Úi dồi. Sau nhá, sau nhá. Bác cầm dao à? Để cho quấy lều. Bạn nổi. Bạn đù bạn cầm dao ở bạn trẻ trâu. Bạn nhớ kịp đánh áo. Ủa. 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 Còn chưa kịp thốt ra thì cái em bật xỉu đã bị phần chặt cổ.
xiết hết đạn. Đúng một chỗ này chẳng hết đạn, có khi phải đi vòng quanh thôi. Nhặt được đồ. Người ta chết đồ thật. Câu ăn nốt chỗ đấy đi. Ma chết nè. À đúng rồi. Sao cơ? Mua thêm được một khẩu tiền nữa. Ừ. Mà hết tiền. Nó tôi lấy thẻ tiền cái đẳng cấp của người sao. Ừ. Con gà béo nó quê. Nhảy từ trên cầu xuống à? Ấy con mày, hay lùm giật cây. Yeah.
năm mình chưa có cưa đúng không? Ờ đúng là ông Hưng ơi. Đứng đây chạy á. Vâng. Có chạy đấy không ạ? Mất giáp kiểu ấy rồi. Cái gì mất giáp? Mất giáp đâu? Tôi mất giáp vậy. Có bị mất giáp không? Không mất gì đâu. Rồi tôi mất giáp. Thôi rồi. Biển hiệu lao ra càng 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 ra. Cái chiếc đơn chiếc thứ hầm à? Đi ý đồ thất bại rồi. Nó định chốt nhưng mà nó tự đấu nó vào luôn rồi. Đây rồi. Ôi cái cửa ngu đần này. Ôi cái cửa ngu đần. Đây cho em trao cả bạn thuốc. Đấy, giờ em về thì mình cố gắng cái khúc mà sang nhắc này. Đấy, các bạn
Được rồi. Ưa kìa. Rồi. Cái một cảnh người giáp luôn. Hét vỡ ở kính xe buýt luôn. Ờ, nó hét vỡ ở kính luôn. Thưa kìa con. Có gì rồi? Đầu
ăn điện vô thì chỉ... Điên kìa, tao hưng kìa. Nó con nửa mình thôi. Nhìn thấy máu hiện vãi. Vãi rồi. Vãi cả. Tú bắn một phát tên là nửa bị máu luôn. Thằng điên luôn. Vãi lều, vãi lều. Máu, máu, máu. Phải bổ tiền. Một bắn rất vãi. M4 bắn chán lắm, một AK bắn hòn. Bắn rất vãi lều. Cái vãi lù nó khoan được 40 rồi này. Vãi nó khoan được cái cửa to luôn á. Đây, vỡ đây rồi. Nó phải hối lộ mình luôn. Thế nó cũng fan play như thế nào? Vô lạc. Đấy thôi. Được. Nhờ không gạt được để tôi. Thôi tôi không gạt được. Không phải. Lúc tôi đi vào nó biến mất. Thằng điên này. Thằng bị thằng điên này. Cái điên đây mà. Chưa thấy nó gầm gầm gừ gừ ở đâu. Điên thế này. Đâu? Tôi chưa bảo điên thế gì. Ui tôi xong rồi. Nó còn một tí thôi, một phát nữa. Rồi. Ui đằng sau nhiều vãi lù. Con cưa này. Tôi xem máu cho. Chết rồi. Đấy, Ska gì thích vãi lều.
Ở đây là cái Peter à? Trong này có một con này. Peter thì nó không khác. Đây là Peter cứu à? Cốt điên này, điên này. Nó có nửa bình thôi. Rồi. Chụp máy luôn. Bạn tạc hình bị ngáo ạ. Bạn nó bị choáng á. Nhanh vãi. Không phải, tôi bảo quay như của lại đã thấy thằng Quân nó quan cửa rồi, vừa thấy nó trong trên đờ rồi xong. Toàn những mưu hèn kế bẩn à? Đấy ạ. Cái đấy, cái mưu hèn kế bẩn. Vãi, còn giữ an toàn ở trong đấy là gì nữa. Đúng đây. Mẹ nó vào tràn cả hai cổng cho mà không ra được, quá cả an toàn. Chả khác gì cái chuồng lợn cả. Đứng lên trên cái chỗ của cái xa cố ấy. Vậy em đứng đấy đọc kinh đồ chết à? Đấy trước thủ đấy chết lòi khắm ra. Lê hồ. Điền điếc lên thôi. Tôi cảm giác có một thằng điên đang đến. Rõ ràng, bao giờ có một thằng lúc đầu web. Điên thì tên là Đếch Xét đấy. Sau cổng rồi. Nó điên kìa, nó đến kìa. Đúng rồi. Sau anh có một đám lâu bâu rồi. Đây rồi, nó đây rồi. Nó còn 3 phần 4 bình. Một ít nữa. Đấm cho phát được kìa. Cô vãi bắn trượt kìa. Hai phát rồi, phải rồi. Anh ta tự gáo. Quay là đấm hai phát rồi. Nó bị lát lát đấy chứ. Bình thường đập đúng nhịp không mất gì. Hai phát rồi. Ờ, ra chỗ khác không mày đứng đấy tù á. Ờ, chỗ này tù ấy, lùa toàn bị kiểu không kiểm soát được. Quái nó ập. Kiểm soát cả quái nó đập luôn. Quái cần đâu. Quái đứng được.
quần thắt 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 tập người đầu tiên hết năm rồi. Vừa một phát là đủ sắp rồi, phải hai phát. Bao nhiêu phần từ ba rồi, phát phần từ bắt đầu rồi. Thì đây, phát thứ ba là mạng của tôi đấy. Không, tôi nghĩ là ba phát rồi mới sắp cơ rồi, rồi. Cứt hai phát là hết cái giáp rồi, xong một phát là hết sạch máu luôn, nó đấm cái 100 máu hết. Hai phát là chết rồi chứ. Thằng Quân là ăn đấm 3 phát ấy, à 2 phát là hết giáp ấy. Vãi đù, ô vãi đù, ô vãi đù, cứu 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 cứu. Ôi, thôi, kìm luôn ạ, rồi. Hello, mất ấy rồi. Mất xạ thủ rồi, tí gặp thật điên, khô. Vãi đủ mấy ông. Ô vãi. Đây ai? Vừa nói sao? Đằng sau kìa Hưng ơi, đằng sau kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mới chạy đi, đừng đấy, quá đừng đấy. Chạy đi, đừng đấy, chạy đi Minh ơi. Chạy theo thằng Hưng ý. Người nghi một chỗ. Vãi đù, ông cứ đứng như này để nó cầu máu chết kìa. Một hit, tối thọng. Ông rồi. Ôi vào nhà thờ đi. Vâng, vâng, một hit. Vãi, úi dồi. Tôi xong rồi, thằng Quân, một hit. Tôi xong, con nhện cắn. Úi dồi. Một mình thôi, thằng đấy không ăn thua đâu nhưng mà vẫn lều thì không biết là game không bao giờ xuất hiện một mình. Vâng, tôi xong, tôi xong gãy à, còn ông Medic thì làm quái nhặt chúng các bạn đi. Ủa không có nam ấy chứ, đập bay ra được rồi. Ui, đập bay nhưng mà không có nam, không có chống chịu. Vâng, MP5 luôn. Gì. Điên rồi kìa, phải đủ không chạy này. Nó chết. Một phát quá. Một. Chạy đi, cứ chạy đi, cầm ra mà chạy. Bắn cái mít. Nó rồi. Chịu rồi, tôi 4-5 phát rồi. Bắn cái mít, nó kìa, lại còn ngon gốc nữa. Nó, yeah. Hay. 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 Tưởng chừng anh ấy chả có tí đam nào. Ô kìa. Kìa. Chết bởi cái đám bắt ngang này. Ngáo quá. Chết ngáo thì không biết. Đang kìa. Bắn đây, cứ bắn đây, cứ bắn chúng nó đây. Vừa đi vừa bắn. Đi, ông còn ngắm cảnh à. Vừa đi vừa bắn. Ô vãi đủ. Ô vãi đủ. Hồi máu đi, hồi máu đi. Vãi đủ. Ơ thì đừng đi đường đấy, đằng sau. Đằng sau kìa. Buồn cười lều. Cái sát của tôi đang bốc cháy. Vâng. Bom đâu? Úi dồi ôi. Hai phát cháy đít. Máy mà còn rú lầu bầu ấy. Đây là súng. Cái súng này như là best của Medic. Bom đâu? Có bom không? Ném đi. Bom hồi máu mà ném quái. Bom hồi máu là của tôi mới rồi. Nếu mà nó đi vào mất máu. Bắn con kia đi. Rồi, đằng sau. Rồi. Hay. Xong gái cơ rồi. Hay. Xong rồi lên team rồi. Hay. Không biết có ăn được ăn cưa không? Được, ăn được. Nhiên mà ăn được. Nhiên mà ăn được không à? Vãi ở điên thì đập gần chết. Điên là tôi đập rồi. Đâu nhớ hồi tôi với Hưng chơi bắn với bọn trên mạng ấy, có thằng chơi Medic cũng giết một mình, giết con điên mà. Tôi khẳng định luôn, tôi lấy không phải chơi kiểu ấy ạ, chơi normal ạ.
hai cưa kìa. Nhô bù đâu? Mình chơi ấy mà, mình chơi ấy khác mà. Dạ. Ờ. Anh hơn hai cưa kìa. Thì sao? Giết hết bọn nâu mâu kìa. Đi kiếm súng ống mà đánh. Đi kiếm súng ống mà đánh. Thì cái giết thằng cầm thằng bắn súng trước thì đừng ngớ mắt. Ôi giết thằng bắn súng ấy, không được cấu như vỡ mồm. Ra cái chỗ nhà thờ đối diện. Không xác định được con bắn súng ở đâu rồi. Ở bên tay trái ông ấy, tôi chết đấy anh. Chứ có quay rồi. Bắn hết. Được chưa? Nhiều này. Đạn đủ quá nhiều kìa. Bắn đi, vừa đi vừa bắn. Thiếu đạn à? Cái gì hướng sau kìa? Ở sau lưng thằng Hưng có cái gì của thằng Quân kìa. Thôi nhặt làm gì? Nhặt làm quái. Ông nhặt không có tác dụng gì đâu. Đập đẩy ra. Mặt đập dần thì chết rồi. Chả đi làm gì? Bắn còn hơn. Phải lều. Bắn con bắn đi kìa. Mẹ cứ để nó bắn mãi. Ông ăn đập đi mất rồi. À, anh cười đi ở trước ạ. Ui dồi. Đúng sao bắn mà ông ấy nói. Gà. Gà. Tôi không nói ông hay nữa, bởi vì ông bắn giết bác được nó. Rồi gì vòng ra sao đít đó. Khoảng 10 phút trước là tôi thấy nó còn có 8 con ạ. Ông đang bây giờ còn có 7 con rồi. Ông đang hết sức câu giờ đấy, ông có biết không? Ông định làm nhân vật chính của bộ phim này cái gì? Có cái gì nhặt đi. Quay lại. Cái gì? Rồi, bây giờ bắn... ông sống trong người em nhận được cái gì nữa. Cái gì đấy? Đó. Đó. Nó chạy được vòng rồi. Vẫn 7 con. Là cái nhiều phô máu. Quay là từ cái gì đã nhặt rồi, biết rồi. Anh cứ đứng này một vẩy bậy thôi. Vẩy mãi phải chết một con. Hay quá, hay là né được. Úi dồi. Vâng, bắn từ đấy giờ không biết có trúng không. Bắn ra đạp trả đường, ở xa đấy cứ bắn đại thằng. Đấy, béo vậy. Đấy, thằng mặt là thằng ấy rồi. Sáu rồi. Sáu rồi. Không phải, từ nãy giờ vẫn sáu, vẫn sáu con. Ôi, điên rồi. Đúng túng kia đấy, đúng túng kia đấy. Bắn đấy, bắn dí vào đầu, dí vào đầu đó. Bắt đầu đó, đúng rồi. Hay quá, đúng rồi, vẫn rồi. Đơn lắm mà. Hay quá, còn một thằng cưa thôi. Bị cuối cùng còn một thằng thôi mà bị nó giết chứ thì. Đạn bên trái kìa, đạn bên trái. Vãi, chạy vào góc này là chết rồi. Đánh lên. Chết làm sao được, bắn đi. Vừa đi vừa bắn đi, ông cứ. Béo kìa, hai thằng béo kìa, ủa thằng cưa đuổi nhít rồi, trời ơi. Phải hai cưa nữa ạ. Có 3 cưa kìa. Bắn lên cười đi. Chửi luôn đi. Đổi xuống. Lên cầu ấy nhỉ. Đâu cũng đâu với nhau. Đúng rồi. Hai. Vâng. Như vậy đi, hồi máu đi. Có 1 thằng cưa thôi. Còn lại 3 thằng béo thôi. Xử ra. Đợi phun máu là đánh. Kinh ghê rồi. Bắn béo đi. Đợi thằng cưa nó lao lên rồi ông bắn chứ. Bắn. Đấy, góc rất rộng. Rồi, nó lên rồi, nó lên rồi. Quyết định rồi, quả này thắng là thắng này. Mấy chân nhà nó quả đầu tiên cắt. Nó đâu rồi? Có, tôi thấy nó biến mất. Nó biết rồi. Tôi thấy nó biến mất. Thôi, bắn nó đi, nhanh lên. Đúng rồi. Tầm này phải đặt tên là Hưng Gạch Tim rồi. Hay gì đó. Toàn con còn toàn con lâu mâu, còn con điên thì vỡ mồm luôn. Vâng, cái Hưng đang vét nốt. Ồ vâng, trên đường xa vãi cứt. Mua bà lét luôn.
Và rét luôn. Liều ăn nhiều luôn. Một ca của mình. Bây giờ, tôi còn giữ lại được khẩu súng đấy ạ. À, cái nào? Khẩu súng gì ấy? Khẩu súng này, chạy đi lấy cái gì mà. Rồi đấy. Rồi, cho tôi tiền vô đạn đúng rồi. Ô, thế sao? Rồi. Sao tôi lại không mua được? Thằng kia đói, đói hết. Đói kém hết nhở? Ô, vãi lù. Mua nhầm rồi. Ai có hộp đạn thì cho tôi nhá. Ai có hộp đạn thì cho tôi, để tôi nhập. Đây đó, tôi có hộp đạn. Trong góc thì hai có hộp luôn này. Ok. Ô, vãi biến mất luôn. Vãi lù mình chạy gần đến nơi biến mất. Không đứng đấy đâu. Điện dạ đấm chết cái tim. Tôi di chuyển thôi, bàn cuối rồi. Bàn cuối rồi, di chuyển đúng rồi, di chuyển. Hai thằng nhá, đờ phắc chạy đôi. Tôi lấy khoảng cách, để tôi bắn. Để tôi xử lấy thằng khác đi. Tôi xử lấy thằng lô bông nhá. Tôi vừa giết một thằng rồi. Một thằng nữa đi rồi. Thấy rồi. Có cưa trước này. Tôi xử lô bông ấy, để tôi dặn bắn lấy thằng to cho. Quân ơi, cứu tôi. À đây, chết rồi. Tôi bắn mấy thằng lô bông ấy, tôi xử lấy to cho. Thử mấy con siren, tôi không xử được. Siren để tôi. Bắn một viên vào con siren phí vãi. Ngon rồi. Đằng sau kìa, đằng sau rồi. Phải được, đúng nhẹ này. Ủa vãi ủa bên trên này còn điên này, tôi chạy đây. Tôi không đứng đấy được. Kệ đó, mình cứ chạy thôi. Chạy ra đi Hương ơi, chạy ra đi. Chết rồi, đằng sau quân ơi, cưa đằng sau. Chết rồi, chết luôn rồi. Ui dồi, quật cháy đít.
Ú quá, tôi không đổi perk rồi. Bây giờ đổi. Đổi có được đâu. Được, tôi được rồi này. Ờ, tôi đổi rồi. Ờ, đây rồi. Cái bảo lý tôi phải đổi trước đấy. Thế hơn. Được luôn, IP bom. Tiền. Nhanh không ơi, 35 giây. Chạy về cái đường hầm ấy đi. Thoải mái. Đang thừa. Vứt hết cho tôi ông ơi. Vứt hết rồi đây. Tôi tiếp. Rồi. Đây vì đây đặt đi, vì đây đặt là cái cổng này. Nhà mới chẳng qua đây. Nhanh. Kia rồi. Chạy. Có mấy đường vào đây nữa. Không nhiều à. Cứ đặt ở cái cổng nó vào đây. Rồi, ôi nó trong ngoài này. Nó trong ngoài, nó trong ngoài. Nó xuống ấy, đặt luôn đi. Đặt đây luôn à? Rồi, đặt luôn đi. Đặt ngay cửa luôn này. Ờ, nó kìa. Ủa, vãi nồi. Ủa kia có giáp kìa, trong ngoài có giáp. Từ trên biển rồi. Ủa, vãi trên biển luôn. Vãi là tôi đang đặt lúc mà nó đi ra. Vãi là nồi. Vãi lù, nhanh vãi lù. Ờ vãi, tôi hồi sinh ấy. Ờ tất nhiên. Thắng mà. Gì vãi. Vãi lù, mình còn chưa bắn được phát nào ạ.